Minh Béo bị cắt hoàn toàn các cảnh quay trong phim của VTV. Quyết định này được trưởng phòng phim Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra sau khi Minh Béo bị nhiều khán giả phản đối liên quan đến tội án ấu dâm. Thưa quý vị, trưa mùng 4 tháng 5, Đài Truyền hình Việt Nam cùng ekip thực hiện tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim Bước Nhảy Hoàn Vũ. Trong sự kiện, đại diện VTV đã chia sẻ về việc cắt vai diễn của diễn viên Minh Béo trong phim này. Ông Ngô Hồng Dân, trưởng phòng phim Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Minh Béo bị nhiều khán giả phản đối liên quan đến tội án ấu dâm cũng như cách ứng xử sau khi trở lại Việt Nam. Cũng vì điều này mà đạo diễn Đức Việt phải cắt bỏ hoàn toàn các cảnh quay có sự xuất hiện của nam diễn viên hài. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng quá lớn đến mạch phim. Ông nói thêm, những cảnh quay của Minh Béo trong phim Bước Nhảy Hoàn Vũ cũng nhỏ nên khi cắt không ảnh hưởng tới nội dung phim. Trước đây, chương trình Lục Lạc Vàng cũng phải thay người dẫn dắt sau sự việc Minh Béo và VTV cũng không phát lại những chương trình cũ có sự xuất hiện của Minh Béo nữa. Minh Béo được mời tham gia bộ phim chủ đề khiêu vũ vì anh này từng là thí sinh của Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa thứ nhất bị loại sớm ở Live Show 6. Bước Nhảy Hoàn Vũ là bộ phim khắc họa sức hấp dẫn, các chiêu trò hậu trường, cuộc sống thí sinh của chương trình truyền hình thực tế Bước Nhảy Hoàn Vũ từng phát sóng qua 6 mùa của kênh VTV3. Phim do đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Việt thực hiện với các diễn viên cũng là các thí sinh của cuộc thi này như ca sĩ Yến Trang, Maya, diễn viên Trương Thế Vinh, siêu mẫu Ngọc Quyên, v.v. Thưa quý vị, Minh Béo bị trục xuất khỏi Mỹ giữa tháng 12 năm 2016 sau khi hoàn thành 9 tháng tù giam với các tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toàn có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Sau một năm mãn hạn tù, khi trở về nước, nam diễn viên một lần nữa bị ném đá kịch liệt khi thông báo đã về tới Việt Nam kèm theo bình luận cảm ơn khán giả. Sau đó, thông qua trang cá nhân, Minh Béo còn tuyển học viên lớp diễn viên khóa 8 cho công ty nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo. Trong đó, đối tượng tuyển sinh được ghi rõ là các bạn trẻ nam nữ tuổi từ 16 trở lên có đam mê nghệ thuật, năng khiếu về ca hát, diễn kịch và điện ảnh. Sau khi đăng tải thông tin này, Minh Béo nhận hàng loạt lời chỉ trích. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng Minh Béo không đủ tư cách để tiếp tục làm nghề khi đã vướng vào tội danh đáng xấu hổ này. Nhiều người dành cho cây hài những lời lẽ bức xúc như dày mặt, đáng tẩy chay, thật xấu hổ, mối nguy hại cho xã hội.